Dự báo thời tiết, ngày và đêm ngày 4 tháng 11 năm 2024. Hà Nội. Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Từ chiều trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Phía Tây Bắc Bộ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 29 độ. Phía đông bắc bộ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ trưa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc trời lạnh trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận. Nhiều mây, phía Bắc, Đà Nẵng Quảng Ngãi, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, Sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía nam có nơi 30-32 độ. Tây Nguyên. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Nam Bộ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nguồn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 4 tháng 11 năm 2024